trời ơi nó nhảy hết biết cá lóc bự rồi. Cua hang nè. Ừ. Trời hang không mấy trong này nè anh ba. Sao hả? Đây nè nó đó nè. Ôi. Ôi ôi. Ôi 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 ôi. Rồi gà 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 hai ba con luôn. Ừ. Đây còn con này mới bữa nè ba ơi. Đâu 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 đâu. Quay đầu vô anh. Quay đầu vô nữa hả? Nó mạnh quá anh. Cá này cứ 5kg à. 5kg không? Ôi 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 ôi. Chưa 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 chưa. Ê. Ê ê ê ê ê. Ôi ôi. Nước nhóc quá trơn. Ôi ơi. Một trong cái hang nghe. Đây, chưa cái. Đó. Đi ghê thiệt chứ. Đi đâu vậy? Đã không? Ôi ơi, trong cái hang đó nghe, một cái hang thôi. Yeah. Cá lóc khủng. Cá lóc khủng. Đó. Ây ây. Chết không? Chết không? Lóc mạnh lắm. Dạ, yeah, rồi. Đó, nhận thêm. Ôi ôi ôi. Ôi ôi. Rồi. Rồi. Ôi 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 ôi. Quá trời ông ơi, tôi có ba ơi ba. Trời ơi, coi nè. Rồi. Ai ha? Ra đi bình ơi. Quá trời con cá. Cá này nướng ăn ngon cô ơi. Nó chạy ra. Còn hai ba con nữa. Bước xuống ghe nè, bước xuống được. Hả? À, đây là cái hang nha các bạn. Cá trong đó mấy con luôn nha. Nãy nó chạy ra con quá khủng rồi. Giờ còn trong này mấy con nữa nè. Đó, đó. Đó, đó. Quá sâu. Quá. Ê, cái chừng nó phóng vô mặt anh nha em. Còn nữa không? Còn con bự. Còn con cối không? Ồ quá rồi, quá rồi. Ô, ô con này nè, con này cỡ cái ông nãy đó. Quá rồi, quá rồi. Trời ơi, quá đã. Quá. Ô bố. Thầy chơi ăn lại cái. Trời. Cá nào cá nấy nó bự. Cá nào cá nấy như con voi vậy đó. Ồ, đó. Thiệt là ở đây cứ hay thiệt nó bắt không không hỏi không không ơi bòi chuối dữ không? Chuối làm sao? Chuối. Đây nè, cái này nè. Chứ chưa dây con cá lóc. Khủng hả? Mau ha, mau ha. Rồi. Một em. Một em nữa. Mày không có mấy chiếc này. À để băng cá. Nó chết cả rồi đó. Có cá không? Có, hết à? Qua đây luôn nè. Đổ qua đây nè. Ok,
Nè, cá lên. Cá lên luôn, quá ơi. Rồi chưa? Dạ, rồi. Dạ. Nguyên một mẻ nữa nha. Đã thiệt già được rồi đó. Mạnh ghê thiệt chứ. Cái này chân tay cái này không đạo cái lóc nhưng mà tự động cái sống này chưa chết rồi Phong ơi anh giúp chứ không lóc gì đây đây nè lóc bên dưới không kìa để đây con cá nãy giờ nó dưới đây nè có biết con cá luôn rồi thấy luôn mò cái chê đi dọc sát đây cũng thấy luôn ba ra ca ba ơi cá củng sát bên bây giờ nó không hay đây con gô này còn không biết nó còn cá nữa đây. Ngoài trời trời đâu lên nha. Trời trời lên. Con trắng. Về đợi anh nè. Đó. Tôi đi. Nhiều nó đi nè chú ba, nhiều cá chê đi chú ba. Khủng nha, lên hàng khủng nha. Đã tay gì đâu á. Nè cho lên cái tư đi. Khách biết cá. Ghê thiệt
chứ. Con cá là nãy giờ hả? Nãy giờ thấy nào, thấy không chú ba? Thấy chưa? Ừ. Hết rồi anh vô. Bây giờ tắt đi xong cái đầu mình tổ chức đem cá đi nướng nha các bạn. Nướng rôm luôn nha. À, con cá lóc này nãy bắt ở dưới đìa nè. Nướng một con này coi như là ba người ăn đủ rồi. Đây là hai chuyên gia nướng cá lóc nha các bạn. À, cái này khi mà rôm này nó sẽ cháy hết cái đợt rôm này, cái đầu mình sẽ ủ lại con cá ở trong cái than một chút xíu thì nó sẽ chín từ từ vô tới bên trong. Tát lìa xong nướng cá lóc ở ngoài ruộng luôn, còn gì là tuyệt vời nữa nha các bạn. Gió rất là mát mẻ luôn. Rôm thì lấy từ những cái cánh đồng này, vừa cắt lúa xong nè. Rồi nãy giờ mình ủ cá lóc cũng lâu rồi, chắc bây giờ nó chín rồi đó. Giờ mình đem ra mình cạo nha. À, quả ngon luôn. Quả ngon. Sợ rôm nha, rôm là rôm thôi. Cá lóc nướng rôm nha, quá ngon nha. Với hai chuyên gia anh Ba Béo và anh Cai Chuông. À, đây là anh Ba Béo nha, chủ kinh Ga Đồng nha. Còn này là anh Cai.